Thưa quý vị, mụn trứng cá là vấn đề da liễu phổ biến, thế nhưng có thể để lại nhiều di chứng gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, cuộc sống của người bị mụn. Mụn trứng cá thường gặp nhất ở độ tuổi mới lớn và nếu được chăm sóc đúng cách ở giai đoạn này sẽ giúp làn da phục hồi tốt và giảm nguy cơ biến chứng. Những ngày qua, thì Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Da liễu đến với các trường trung học phổ thông để phổ biến kiến thức phòng và điều trị mụn trứng cá chuẩn y khoa trên làn da tuổi dậy thì, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày hội da liễu bắt đầu trong không khí hào hứng sôi nổi của các em học sinh thông qua buổi giao lưu chia sẻ kiến thức về mụn trứng cá tuổi dậy thì. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa da liễu đã đưa ra những câu hỏi để học sinh giải đáp, tạo sự tương tác và giúp các em tiếp cận với những thông tin đúng về chăm sóc da, chăm sóc mụn trứng cá dễ dàng hơn. Thì mụn trứng cá thứ nhất là nó gây ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Và khi mà chúng ta đã mất thẩm mỹ rồi thì chúng ta sẽ mất rất nhiều cái. Chúng ta sẽ mất luôn cả sự tự tin, chúng ta sẽ không có tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Và khi mà chúng ta để cái mụn trứng cá đó nó nặng lên, nó xuất hiện các biến chứng, các di chứng, ví dụ như là sẹo rỗ hay là sẹo lồi, rồi những cái thâm, những cái sẹo mụn, thì những cái tình khi mà điều trị những cái di chứng mụn trứng cá đó nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Sau khi tư vấn, những em có nhu cầu thăm khám mụn trứng cá hoặc một số vấn đề khác về da sẽ được các bác sĩ của khoa khám bệnh và khoa thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai trực tiếp tư vấn. Với mỗi trường hợp, mỗi vị trí mụn, các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên, phác đồ điều trị và kê toa thuốc uống, thuốc bôi phù hợp. Buổi khám thu hút khoảng 150 học sinh, hầu hết các em đều cảm thấy hài lòng và kỳ vọng tình trạng da sẽ được cải thiện. Đây là lần đầu tiên mà em được tư vấn về da liễu. Dạ, thì bác sĩ nói là chỉ nhẹ thôi nên là em chỉ cần về nhà chăm sóc cho chú ý một xíu, tắm rửa bằng cái sản phẩm xà bông chị đã kê cho em và sức thuốc một xíu là sẽ ok ạ. Dạ, em mong là sau cái đợt khám này thì lưng của em nó sẽ bớt mụn đi, thậm chí là mong là không còn mụn nữa, tại vì lâu lâu nó khiến em rất là khó chịu, em mong là không còn nữa. Các bác sĩ còn hướng dẫn cho các em cách rửa mặt thế nào cho đúng, cách lựa chọn các dòng sản phẩm chăm sóc cho từng loại da, cách ăn uống sinh hoạt, hạn chế các thói quen xấu để có được làn da khỏe mạnh. Sau khi được bác sĩ da liễu thăm khám với các kiến thức chuẩn y khoa thì em cảm thấy như là các phương pháp làm sạch da mặt mỗi ngày của mình vẫn chưa thật sự hoàn toàn là đủ sạch để có thể khiến cho làn da của mình loại bỏ hết mọi vi khuẩn. Và sau khi được bác sĩ hướng dẫn thì em đã biết thêm được nhiều cách mà vệ sinh da mặt đúng cách và để hạn chế tình trạng mụn ạ. Đối với lứa tuổi dậy thì cần làm sạch da là vấn đề quan trọng nhất. Thì đối với làm sạch da trong mụn đó, thì mình cần tư vấn cho các bé biết cách làm sạch đúng cách. Là cái việc làm sạch da đúng cách rất là quan trọng. Thứ hai là phải lựa chọn cái sữa rửa mặt cho nó phù hợp. Tại vì đôi khi các bé suy nghĩ là dùng sữa rửa mặt càng nhiều càng tốt, hoặc là càng làm sạch da thì nó lại càng đỡ mụn. Tuy nhiên là mình làm sạch da quá mức thì nó sẽ gây rối loạn cái sự tăng tiết bã nhờn trên da. Thứ hai là rối loạn cái thảm vi sinh vật trên da thì nó cũng sẽ làm tình trạng mụn nặng hơn. Đến với chương trình, các em còn được tặng những phần quà nhỏ để tập tành chăm sóc da. Thưa quý khán giả, sau buổi thăm khám và tư vấn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thì chuỗi hoạt động của Ngày hội Da liễu sẽ tiếp tục đến với các trường trung học phổ thông khác trên địa bàn tỉnh và sau đó sẽ mở rộng đối tượng đối với học sinh, sinh viên. Qua những cái ngày hội như thế này thì nhằm nâng cao cái ý thức và phổ biến cái kiến thức về chăm sóc da khỏe cho cộng đồng.